một chiếc điện thoại này có thể nói là huyền thoại luôn. Bởi vì đây là một chiếc điện thoại rất là hiếm. Và công nghệ mạ này là công nghệ mạ DLC nên độ bóng cực kỳ và độ bền cực cao. Điều đặc biệt, điều thú vị, điều giá trị ở chiếc điện thoại Vertu không phải nằm ở nhiều chức năng sử dụng mà nó là những gì tinh hoa nhất. Bởi vì chiếc điện thoại Vertu này là hoàn toàn handmade, lắp ráp bằng thủ công bởi những kỹ sư chuyên nghiệp nhất của hãng Vertu. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một trải nghiệm mới, một cảm xúc mới về dòng sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Xin mời quý khách theo chân Kỳ Lân nha. Đây là một sản phẩm điện thoại. Và không biết là quý khách đã đoán được đây là sản phẩm gì chưa. Thôi Kỳ Lân bật mí luôn. Một hộp nè, rồi để ra cho anh. Rồi hai hộp nè. Đây là hai chiếc điện thoại Vertu. Một chiếc là vàng nguyên khối, có đính kim cương thiên nhiên. Một chiếc là công nghệ mạ DLC. Một chiếc điện thoại này có thể nói là huyền thoại luôn. Bởi vì đây là một chiếc điện thoại rất là hiếm. Một chiếc máy gần như là mới tinh và nguyên thủy 100%. Nó đẹp, nó xuất sắc từ tất cả mọi chi tiết. Đối với chiếc điện thoại này thì hầu như những chi tiết tinh hoa, những cái gì mà cao cấp, đắt tiền thì được tập trung vào sản phẩm này. So với những bản trước đây như bản thép hoặc là bản vàng luôn đi thì không có những chi tiết đẹp như bản này. Vậy đó là những chi tiết nào? Đây, đây là bộ bàn phím bằng sapphire. Và kể cả phần lưng này bằng đá gốm ceramic, gốm thỏi. Đặc biệt là bộ phím này rất đẹp. Những bản khác thì thường là bộ phím này nó cùng chất liệu với phần vỏ. Ví dụ như là thép thì phím thép, titan thì phím titan, vàng thì là vàng. Ví dụ như bạn đây. Đây là một chiếc điện thoại bằng vàng nguyên khối, vàng nguyên khối AU750. Và bàn phím là vàng luôn, cùng vàng với vỏ và đính viên kim cương. Tuy là mẫu này không có đính kim cương nhưng là một bản rất đáng để sưu tầm. Bởi vì nó đẹp từ bộ bàn phím nè, từ bộ gốm ceramic. Và công nghệ mạ này là công nghệ mạ DLC nên độ bóng cực kỳ và độ bền cực cao. Còn những bản đen trước đây Kỳ Lân đã review là những bản đen bình thường. Đen nó sẽ nhám, này là đen bóng. Điều đặc biệt, điều thú vị, điều giá trị ở chiếc điện thoại Vertu không phải nằm ở nhiều chức năng sử dụng mà nó là những gì tinh hoa nhất. Bởi vì chiếc điện thoại Vertu này là hoàn toàn handmade, lắp ráp bằng thủ công bởi những kỹ sư chuyên nghiệp nhất của hãng Vertu. Để cấu tạo nên chiếc Vertu này thì gồm rất nhiều chi tiết, rất giá trị. Có nghĩa là từ bên ngoài lẫn bên trong. Từ bên ngoài chúng ta đã thấy giá trị rồi, là cái mà chúng ta nhìn thấy được. Còn bên trong thì sao? Bên trong là dữ dằn hơn nữa. Rất nhiều chi tiết mà hoàn toàn handmade, thủ công bởi những kỹ sư chuyên nghiệp. Ví dụ như bên trong là có một bộ phím bên trong, lót bên trong là bằng ruby, đá ruby thiên nhiên. Kể cả kính bàn phím, ai gọi nôm na ngắn gọn là kính phím, cũng bằng sapphire. Đi kèm với sản phẩm là gồm có bao da. Bao da này bao da của hãng, bao da của Vertu, hãng bao da new luôn, chưa sử dụng. Thường những chi tiết nhỏ này, quý khách hay để ý những đồ cao cấp họ làm rất nhiều chi tiết nhỏ, mà những chi tiết nhỏ đó đều là rất là tinh tế. Từ cái độn để chống biến dạng bị xẹp bao da, họ làm miếng giấy lót như vậy và họ dán keo. Nhìn cái cách dán keo thôi cũng thấy sự chuyên nghiệp. Từ cái nút cũng có chữ Vertu và cái logo màu đen, bởi vì con này là logo đen dành cho con DLC nên cái logo này phải màu đen. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thử bỏ chiếc điện thoại Bluetooth này vào bao da để mình xem. Vốn dĩ bản chất là cái bao da này sản xuất ra để phục vụ cho chiếc điện thoại này nên là vừa như in, rất đẹp.
Hồi nãy giờ trong khi xem clip, chắc chắn rằng Kỳ Lăng chắc chắn rằng rất nhiều khách sẽ thắc mắc, ủa tại sao ông Kỳ Lăng này ông giới thiệu về tu mà ông để da cá sấu, nguyên con cây da cá sấu đó làm gì, rồi thêm đôi dép cá sấu nữa, rồi thêm cái ví cầm tay dài cá sấu nữa. Vâng, sẵn tiện Kỳ Lăng xin phép giới thiệu luôn. Và bao da này được làm tích ra từ một con cá sấu như này, tức là Kỳ Lăng nhập khẩu về một cặp và trích cho một con làm, còn một con để lại. Và cá sấu này là con cá sấu sống tại vùng Amazon và được công ty chuyên thuộc da nổi tiếng trên thế giới. Công ty này chuyên thuộc da cho các hãng lớn như là LV, và cũng tùy con, có những con như đây là từ công ty chuyên thuộc da cho Hermès. Thì tùy con mà giá trị và chất lượng nó sẽ khác nhau. Rồi, xong Kỳ Lăng làm thêm một đôi dép và một cái ví cầm tay. Đôi dép cũng có nguyên một cặp logo bằng vàng khối đúc ra và đến 3 viên kim cương thiên nhiên vuông. Cái ví cầm tay dài cũng vậy, logo bằng vàng 18 và đến trên đó là 3 viên kim cương logo vương miện, biểu trưng của sự sang trọng, cao quý và quyền lực giàu sang. Và tuy nhiên những cây mà có đến full kim cương hoặc đến nhiều kim cương thì Kỳ Lăng sẽ làm vàng và đính kim cương vô đây thì sẽ phù hợp, thì theo yêu cầu và nhu cầu và theo tùy sản phẩm mà Kỳ Lăng sẽ cho nó phù hợp với nhau. Và nếu như quý khách nào có nhu cầu về bất kỳ những gì liên quan đến điện thoại Vertu, bởi vì Kỳ Lăng là đơn vị chuyên về điện thoại Vertu và những sản phẩm chế tác bằng vàng nữ trang và đồ da handmade bởi Kỳ Lăng Luxury. Bởi vì mình chuyên về tu nên bất kỳ những vấn đề gì về tu hãy liên hệ với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ phục vụ tất cả quý khách về tất cả những vấn đề liên quan đến điện thoại về tu. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng. Và Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng hoặc là like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng. Hoặc là chúng ta chia sẻ dùm Kỳ Lăng video này, Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn. Hoặc là truy cập trực tiếp vào website kỳlăngluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury. Một lần nữa, Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.